tin New York, Hoa Kỳ, tòa thánh kêu gọi tăng cường cộng tác chống khủng bố. Hôm 29 tháng 6 năm 2018, tại hội nghị cấp cao về chống khủng bố, khóa họp thứ tư về sự tăng cường vai trò và khả năng của Liên Hiệp Quốc trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên thi hành chiến lược chống nạn khủng bố. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi tăng cường cộng tác giữa các cơ quan Liên Hiệp Quốc chính quyền các nước và các cấp hạ tầng ở các địa phương trong cuộc chiến chống khủng bố. Đức Tổng giám mục Auxa đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác trong lĩnh vực này, nhưng đồng thời nhấn mạnh điều hết sức quan trọng là phải tuân hành luật pháp, các hiệp ước về nhân quyền và công pháp quốc tế về nhân đạo để ngăn ngừa những kẻ khủng bố coi những vụ lạm dụng nhân quyền như cái cớ để biện minh cho những hành động đáng kinh tởm của họ. Mọi chiến thuật chống khủng bố để xảy ra những vụ lạm dụng nhân quyền thì luôn có những phản ứng tiêu cực vì lạm dụng nhân quyền sẽ gia tăng sự ủng hộ của dân địa phương dành cho kẻ khủng bố. Đức tổng giám mục Alza cũng nói rằng, mọi chiến lược chống khủng bố cũng phải có sự can dự của xã hội dân sự để giúp giải quyết những vấn đề cho các cộng đồng dễ gặp nguy cơ tạo nên sự cực đoan và biến thành phần tử khủng bố.